Chương trình Nhập Thế Tự Nhiên xin kính chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Nhập Thế Tự Nhiên vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh DTV của Đài Phát thanh Truyền hình Tự Nhiên. Và hôm nay thì chúng tôi có một người khách mời, đó chính là chị Phương Thùy ở phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Chào quý vị khán giả xem chương trình, chào bạn Quỳnh. Vâng, mình là Thùy, đang sinh sống tại phường Tân Thanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là một cái món xôi xôi hoa rau mắt rừng, một cái món đặc sản của vùng Đông Bắc, mà cụ thể là Bắc Cạn. Là Bắc Cạn là nơi quê hương mình sinh ra và lớn lên. Giới thiệu với các bạn và Quỳnh, đây là rau hoa của rau mắt rừng. Vâng, ở cái hoa của rau mắt rừng này thì nó rất là nhiều ở cái vùng Đông Bắc, ví dụ như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn đấy. Ở Điện Biên mình thì mình thỉnh thoảng mình cũng có và thấy nhưng mà rất là hiếm. Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị các nguyên liệu như này. Nhất là gạo nếp Điện Biên, gạo nếp nương ạ. Vâng. Đây là thịt, một ít thịt vai. Đây là hoa rau mắt rừng, và hôm nay được sự cho phép của chương trình thì tôi đã chuẩn bị cái gạo. Gạo này thì tôi đã ngâm với cái bột bột thực phẩm, gọi là bột tạo màu của bột cốm màu xanh. Trước tiên thì cái gạo này thì mình sẽ mang đi đồ luôn. Và trước khi đồ thì mình sẽ cho một vài hạt muối vào để khi mà mình đồ lên thì cái gạo mình vẫn giữ được cái vị, nó không bị nhạt đi. Rồi mình trước tiên là mình đổ xôi trước. Bây giờ trong lúc chờ xôi chín thì chúng ta sẽ đi chế biến cái hoa rau mắt rừng. Vâng. Đầu tiên là chúng ta sẽ thái cái rau mắt rừng này. Thịt băm, thịt thì chúng ta đã băm sẵn rồi. Vâng. Vâng. Chúng ta sẽ thái cái rau mắt rừng và thái hành khô nữa. Bây giờ xôi rất là chín rồi đấy, Quỳnh ơi. Thử. Rất là thơm. Bây giờ chúng ta sẽ, trong lúc xôi đang nóng như này đúng không? Đúng rồi. Đang nóng. Đến đây là chúng ta đã chuẩn bị có cái thành phẩm món xôi hoa rau mắt rừng như thế ạ. Vâng, em đang thấy là rất là hấp dẫn nên không biết là vị của nó thì như thế nào. Một chút nữa thôi. Và cái món xôi này thì thấy không? Vâng. Cái gạo nếp của nó rất là dẻo này. Vâng. Quyện với cả cái hoa của rau mắt rừng đấy. Vâng. Chút thịt băm nữa. Cái vị của nó thì rất là bùi, nó rất là đặc trưng. Vâng. Đấy, mỗi khi mà làm cái món này thì rất là nhiều quê. Nhiều quê Bắc Cạn đúng không chị? Và em sẽ ăn thử xem là có ngon hay không. Vâng. Rất ngon đúng không quê? Đúng không? Rất là ngon. Một sự kết hợp giữa Đông Bắc và Tây Bắc rất là hoàn hảo đúng không chị? Tạo thành một món ăn rất là thơm ngon và rất là đặc biệt. Ở vùng Đông Bắc thì còn rất là nhiều cái món ăn đặc trưng, dạ vâng, còn gọi là đặc sản đấy. Vâng ạ. Thì rất là mong lại có một dịp nào đấy lại được giới thiệu với Quỳnh. Vâng. Và các bạn khán giả xem truyền hình Điện Biên. Vâng. Thank you.
mong là sẽ gặp lại chị trong các cái chương trình lần thực lần sau để em có thể khám phá thêm những cái món ăn ngon của mảnh đất Bắc Cạn. Vâng, và quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương mục của chúng tôi xin phép được khép lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong các chương mục lần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.